Tối ngày 24 tháng 5, ca sĩ Văn Mai Hương phát hành MV mới mang tên Mưa tháng 6. Sản phẩm tiếp tục đánh dấu sự hợp tác của nữ ca sĩ, cùng nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền sau thành công của album Hương. MV lấy cảm hứng từ dòng phim của đạo diễn nổi tiếng Vương Gia Vệ của thập niên 1990. Người mẫu người Hàn Lim Ji Hiếu đóng vai bạn trai của Văn Mai Hương. Hiện MV Mưa tháng 6 đạt hơn 193.000 lượt xem sau 13 giờ ra mắt. Trong một diễn biến khác, MV vấp phải nghi vấn đạo nhạc khi nhiều khán giả phát hiện ra tác phẩm có điểm tương đồng với cả khúc dạ khúc nổi tiếng của Châu Kiệt Luân. Nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền thừa nhận từ khi có bản demo, ca khúc Mưa Tháng Sáu đã bị nhận xét giống nhiều bài hát khác. Bài dạ khúc và Mưa Tháng Sáu chỉ có cảm giác nhướng nhướng lên vòng hòa thanh. Hai bài có giai điệu khác nhau, tempo khác nhau, tông khác nhau, giai điệu và cách phát triển cũng khác nhau. Hai bài không có sự liên quan gì ngoài mẫu số chung là vòng hòa thanh nói theo ngôn ngữ chuyên môn là vòng hòa thanh 6341251 6341256 đó là hòa thanh rất phổ thông tạo nên cảm giác giai điệu giống nhau. Thế nên khi mọi người nghe sẽ cảm thấy nó giống nhau. Trong khi đó vòng hòa thanh thì có rất nhiều bài hát giống nhau. Đó cũng là lý do vì sao nhiều khán giả cảm giác mưa tháng 6 giống nhiều bài hát khác. Nam nhạc sĩ giải thích. Về phía Văn Mai Hương cô cũng khẳng định bản thân rất yên tâm khi làm việc với Hứa Kim Tuyền. Tuyền như một cảnh sát về âm nhạc. Tất cả những ồn ào về âm nhạc hay ai đạo bài gì, mình sẽ được biết đầu tiên. Tuyền không phải ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng bài hát nào bạn cũng thuộc hết. Chỉ cần vài nốt nhạc vang lên là bạn biết luôn bài nào. Khi làm việc với Tuyền mình cũng yên tâm về chuyện bạn có đạo nhạc hay không, giọng ca 9X bày tỏ.